Sáng nay 25 tháng 3, tại hội trường lớn Ủy ban nhân dân huyện An Minh đã diễn ra hội thi văn nghệ dành cho khối phổ thông trung học trên địa bàn. Dự hội thi có sự góp mặt của các đoàn viên thanh niên đến từ ba trường là trường phổ thông trung học An Minh, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vân Thắng. Tham dự hội thi có sự góp mặt của các đoàn viên thanh niên đến từ ba trường là trung học phổ thông An Minh, trung học cơ sở trung học phổ thông Vân Khánh và trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Văn Xiển. Hội thi đã diễn ra trong không khí sôi nổi, tràn đầy sức trẻ của thanh thiếu niên nhiệt huyết. Các đội đã xây dựng tiết mục văn nghệ liên hoàn gồm các thể loại khác nhau như đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca múa, dân vũ và nhạc hiện đại trong thời gian không quá 40 phút cho một đội trình diễn, với các chủ đề như ca ngợi quê hương, Đảng, Bác Hồ, quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đặc biệt là hình ảnh đoàn viên thanh niên Việt Nam. Thứ 11, các em cho biết. Hôm qua hội thi ngày hôm nay thì em rất là vui vì được giao lưu với các bạn trẻ khác và được xem các tiết mục công vụ xuất sắc của các bạn. Ngày hôm nay thì trường em đã cố gắng mình đầu tư vào những bộ trang phục rất là đẹp ngày hôm nay và đặc biệt là những chiếc áo đoàn màu xanh này. Em rất tự hào về trường mình. Bắt đầu phong trào thì em cùng với một số bạn trong trường đã mạnh mẽ tham gia cùng với đó là sự ủng hộ của thầy cô về mặt trang phục, kỹ thuật cũng như là cổ vũ tinh thần để chúng em có được hội thi tốt ngày hôm nay. Thông qua hội thi, huyện Đoàn An Minh mong muốn đa dạng hóa các mô hình hoạt động đoàn trong nhà trường, khích lệ các đoàn viên thanh niên tích cực huy năng khiếu nghệ thuật, tạo tinh thần thi đua trong học tập và rèn luyện các kỹ năng sống ngay trên ghế nhà trường, giúp các em tự tin phát triển bản thân, góp phần xây dựng quê hương mình trong tương lai.